Xin chào, mình tên là Vũ Dinh, chào mừng quý khách đến với 360 độ The Antonia ngày hôm nay. Dự án The Antonia là dự án mới nhất của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng trong năm 2020 này. Thế mà mọi người hãy cùng theo chân Dinh để khám phá dự án này nhé. Dự án The Antonia nằm ngay trên mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, trục đường thương mại, sầm uất nhất tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng và nằm trong khu Nam Viên, được ví như là bán đảo xanh của khu đô thị với mật độ cây xanh 8,9m² trên đầu người. Dự án The Antonia còn kết nối với lại hai công trình nhà ở sang trọng bậc nhất tại khu đô thị, đó chính là khu phức hợp Midtown, khu công viên hoa anh đào đầu tiên tại Việt Nam và khu biệt thự lâu đài Sato. Dự án Antonia nằm ngay trong lõi xanh cùng với các công trình trọng điểm của Phú Mỹ Hưng, cư dân dễ dàng kết nối hệ thống tiện ích, giáo dục, y tế, giải trí, trong đó có thể kể đến như trung tâm thương mại Crescent Mall, cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyệt, bệnh viện FV và các trường quốc tế đa cấp bậc như trường Canada, trường Hàn Quốc, trường Đài Bắc, trường Nhật Bản. Ngoài ra, The Antonia còn là hàng xóm tương lai của một dự án được Phú Mỹ Hưng mở bán rất thành công vào quý 4 năm 2019, đó chính là dự án The Ascentia. Điều đáng nói ở đây, dự án The Antonia còn được bao phủ bởi 120.000m² cây xanh đến từ các công viên Nam Viên, B5, S9, mang đến cho cư dân một không gian sống rất là khỏe và tiện nghi, chỉ trong vài bước chân đi bộ. Với vị trí đắc địa như thế này, dự án The Antonia hứa hẹn sẽ là một không gian sống lý tưởng cho bạn và cả gia đình. Được quy hoạch thiết kế bởi đơn vị Con Architect, dự án The Antonia được thiết kế với hai tòa tháp riêng biệt Lock A và Lock B với tổng số lượng căn hộ là 366 căn, với tổng cộng là 24 tầng nổi và 2 tầng hầm. Mỗi một sàn chỉ có 9 căn với 4 thang máy. Tất cả các khu tiện ích đều được tập trung tại tầng 3, mang đến cho quý khách hàng một không gian sống vừa đủ riêng tư nhưng không kém phần tiện nghi và sang trọng. Ngoài ra, khói đế của tòa nhà còn có các cửa hàng cung cấp hàng loạt chuỗi dịch vụ mua sắm, mang đến sự sầm uất và đồng bộ với quy hoạch tổng thể của trục đường thương mại Nguyễn Lương Bằng. Nhằm mang đến những trải nghiệm như resort tại gia đến cho quý cư dân và đồng thời cũng tái tạo lại năng lượng sau những cái bộn bề hối hả của nhịp sống đô thị Sài Gòn, thì chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đã dành hẳn riêng một tầng 3 như thế này để làm khu vực tiện ích. Và điều đặc biệt đáng nói ở đây là 70% diện tích sàn đều là mặt nước. Ngoài ra, bên cạnh đó còn có rất là nhiều phòng spa, phòng tập gym, phòng tập golf và có cả khu vực aqua gym, tức là khu thể thao dưới nước. Với thiết kế cảnh quan và nội thất đến từ DWB và Gram Landscaping lấy nguồn cảm hứng từ Secret Garden, không chỉ 50% diện tích sử dụng cho mảng xanh và các không gian công cộng mà đến từng chi tiết như là màu sắc, vật liệu đều sử dụng những yếu tố rất là gần gũi với thiên nhiên. Với những tiện ích như thế này chắc chắn sẽ làm hài lòng đến tất cả mọi người và thời gian sống tại nơi đây sẽ là những chuỗi ngày thật thú vị. Quy mô dự án của The Antonia tổng cộng 366 căn hộ, trong đó diện tích nhỏ nhất là 76m² và diện tích lớn nhất là 273m², tương đương với từ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ cho đến penthouse, tất cả đều được Phú Mỹ Hưng bàn giao hoàn thiện cơ bản. Vật liệu bàn giao cho căn hộ đến từ các thương hiệu ngách nổi tiếng trên thế giới, có thể kể đến như là Partner Design của Anh, Delta của Mỹ. Đặc biệt hơn nữa là bồn tắm lần này chủ đầu tư mình bàn giao đó chính là hãng Caldwell của Đức. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tiến về phòng ngủ nhé. Riêng phòng ngủ này á, thì chủ đầu tư sử dụng sàn gỗ là hiệu Quickstep của Bỉ. Tất cả các trang thiết bị này đều được sản xuất dưới công nghệ rất là tiên tiến trên thế giới, không chỉ đảm bảo về tính thẩm mỹ, độ bền cao, thân thiện với môi trường mà còn an toàn cho người sử dụng nữa. Một điều mà khi khách hàng mua nhà đều rất là quan tâm đó chính là phương thức thanh toán. Thế thì đối với dự án The Antonia, Phú Mỹ Hưng sẽ có lịch thanh toán như thế nào? Lịch thanh toán kỳ này cho dự án The Antonia của Phú Mỹ Hưng dài lên đến 37 tháng. Đó là một điều hỗ trợ hết sức, nỗ lực từ chủ đầu tư dành cho khách hàng. Ngoài ra thì Phú Mỹ Hưng còn có hai phương thức thanh toán riêng nữa. Phương thức thanh toán thứ nhất dành cho khách hàng không sử dụng gói vay. Khách hàng sẽ tự đóng 20% kể từ khi đặt cọc cho đến khi ký hợp đồng mua bán. Và sau đó khách hàng sẽ tự thanh toán 30% trong vòng 27 tháng còn lại cho đến khi nhận nhà. Phương thức thứ hai dành cho khách hàng sử dụng gói vay của ngân hàng.
thì gói vay của ngân hàng với lãi suất 0%, khách hàng sẽ tự đóng 20% bằng vốn tự có. Sau đó, ngân hàng sẽ giải ngân cho Phú Mỹ Hưng 30% cho đến khi nhận nhà. Đến khi nhận nhà, khách hàng sẽ đóng tiền gốc lại cho ngân hàng. Nếu như khách hàng có nhu cầu vay thêm thì khách hàng sẽ đóng thêm gốc và lãi. Hiện nay, Phú Mỹ Hưng đang triển khai chương trình tri ân đến cho khách hàng mua dự án The Antonia vào năm 2020 lần này. Cụ thể như sau, khách hàng sẽ được giảm 1% trên tổng giá bán, không bao gồm tiền sử dụng đất hoặc miễn phí 2 năm phí quản lý. Ngoài ra, khách hàng nào đã sở hữu sản phẩm nhà tại Phú Mỹ Hưng, bao gồm luôn cả dự án Midtown và Sài Gòn South Residence, cũng đồng thời được sử dụng luôn chương trình vay ưu đãi 0% lãi suất từ ngân hàng. Một điều mà khách hàng hầu hết ai cũng quan tâm đó chính là tính pháp lý và tiến độ xây dựng của một dự án. Nhưng riêng đối với là chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đó lại là hai thế mạnh. Riêng dự án The Antonia này hiện nay đã có 1/500 và tất cả các giấy tờ đều rất là công khai và minh bạch. Ở trên sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng cũng có và Sale Gallery cũng có. Đây chính là về thông tin sản phẩm và có cả hồ sơ pháp lý, bản vật liệu xây dựng và cả bản giá nữa. Tiến độ xây dựng của dự án đều được cập nhật hàng tháng ở trên website để khách hàng có thể theo dõi và đảm bảo đúng được kịp tiến độ ngôi nhà của mình. Làm sao để đặt mua một căn hộ từ dự án này? Quý khách hàng có thể giao dịch trực tuyến bằng hệ thống booking online của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Rất là đơn giản, chỉ với 5 bước thôi, quý khách hàng đã có thể sở hữu ngay một căn hộ The Antonia của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Mọi thắc mắc về dự án cũng như hệ thống booking online, khách hàng có thể liên hệ 028 5411 8888. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.